quên mất. Bước 4.5 này chính là bước để check lại cho các bạn này. Và một phần nữa là các bạn phải speak ra. Đây chính là bước phát triển speaking nền tảng đúng không? Nên cái bước này cô check là các bạn không được nhìn đáp án cũ, mà cô hỏi đâu bạn trả lời đấy, hỏi đâu đáp đấy. Được chưa? Ok, xin mời. Cứ hỏi và đáp với nha, đừng có nhìn vào đâu cả. Đây, chuyến tàu này rất chậm, nhưng chuyến tàu kia thì khá nhanh. Câu gì đây? Câu khẳng định. Chuyến tàu này số ít hay nhiều? Số ít. Rồi, số ít. Vậy xin mời làm. This is very slow. But that is But that is fast. Quét gì? Quét rồi. Nhanh nè. Nhanh là gì? Cái tiếng ồn của. Nhà nào có cái tiếng hát hát thì tắt cái mic đi cái. Đấy. Rồi. Chuyến tàu này là this train số ít đúng không? Is rất chậm là very low. 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 What? But that one. That one để thay thế cho từ train này cho tránh lập từ nhé. But that one is quite hoặc là pretty fast. Yeah, khá nhanh. Tiếp, những con lợn này béo, còn con lợn kia gầy. Câu gì đây? Định. Những con lợn này số ít hay nhiều? Số nhiều. To be là gì? Rồi xin mời những con lợn này là gì nhỉ? Fat cũng được, big cũng được. Còn con lợn kia thì gầy. That one is thin. Tôi no rồi, còn cô ta thì vẫn đói. Câu khẳng định. Câu khẳng định. Tôi no rồi là gì ạ? I'm full. Rồi, ai đi với em? Đúng rồi. I'm full. Còn cô ta thì vẫn đói. She is still hungry. Đã đói là hungry. Tiếp nhá. Gia đình tôi nghèo, còn gia đình cô ấy thì rất giàu. Câu gì đây? Câu khẳng định. Khẳng định ạ. Chủ ngữ số ít hay nhiều? Số ít. Rồi, gia đình có một gia đình, vì vậy là số ít nha. Xin mời làm. My family is rich. Đúng rồi, very rich. Tiếp ạ. Bạn thường học lớp kia ngon rồi. Cái phần này dễ quá là ra. Tòa nhà này rất cao, còn tòa nhà kia thì thấp. Câu khẳng định. Câu khẳng định nói như thế nào? This building is very tall. Tall là cao, chỉ dùng cho người. Cao của vật thì phải là gì? And that one is. Nhà kia sẽ là that one, chính xác ạ. Tránh lập từ that one is. Chính xác. Mình không dùng từ short nha, bởi vì sao? Cho người. Bạn ái này cho ngoài. Học này, cam quay vào tường. Học làm gì? Hồng Hạnh đâu rồi? Hồng Hạnh cam đâu rồi ạ? Để cho ra ngoài tiếp, đang chạy đi đâu chơi rồi. Ra ngoài đây. Đấy. Rồi, chúng ta lưu ý không dùng short bởi vì sao? Short dùng cho người nghĩa là ngắn. À, người dùng cho người nghĩa là thấp.
dùng cho vật nghĩa là ngắn. Ở đây vật thì có dịch là ngắn được không? Vật thấp, được chưa? Vậy nó phải là is low, đúng không? This building is high and that one is low. Yeah. Tiếp. Mùa xuân thì ẩm ướt, còn mùa thu thì khô hanh. Đi chơi tí nữa, 6 giờ về học nhé chưa? Spring is wet. Đúng rồi. Spring is wet. Wet. And autumn is dry. Dry. Rồi, khô hanh sẽ là gì ạ? Dry. Dry. Hoặc là bạn dùng autumn hoặc là fall. Fall. Còn nhớ chữ fall. Fall. Đồng lĩnh chữ răng. Fall. Tiếp. Fall. Cái máy tính này cũ rồi phải không? Câu gì đây? Câu nghi vấn. Yes, no. Rồi, máy tính số ít hay nhiều? Số ít. Đảo cái gì lên? It is cô sẽ hướng dẫn bài tập về nhà đó. Tí nữa cô sẽ chữa bài số 2 tiếp ra sau. Bài này cô đã chữa từ tuần trước rồi, nhưng tại vì nó ít quá nên cô chưa hướng dẫn cái cách làm video nói, đúng không? Đúng chưa? Bạn còn bước số 5 nữa, đúng không? Hết bước 4.5 này thì bước 5 của bạn chính là bước nói, đúng không? Vậy bước nói đấy là bước gì đây? Về nhà, hãy nhìn vào cái phần tiếng Việt này, không có đề đâu nha, không đáp án đâu nha. Được chưa? Đáp án thì cô sẽ gửi lại cho bạn. Về nhà các bạn tự check bài của bạn làm đúng hay sai, tự check lại, được chưa? Cô sẽ gửi file đáp án lên cho bạn check. Nhưng nghe kỹ nhá. Nhưng khi nói tuyệt đối không nhìn đáp án, nhìn thẳng vào đây mà nói. Đây ví dụ câu đầu tiên. Nhìn thẳng vào đây nói này. My husband is tall and her husband is short. Tức là chúng ta tự nhìn vào tiếng Việt và tự nói tiếng Anh. Được chưa? Nếu lần đầu mà cảm thấy chưa ổn, nói lần hai. Lần hai mà thấy vẫn đang chập choạng, chưa nhớ lắm, nói lần ba hãng quay. Được chưa? Quay cái video gửi lên nhá. Tức là nói này, quay cái video để gửi lên cho cô, để cô biết các bạn gì ạ. Đã là bước đầu chỉ cần nói thế thôi, không cần nói gì nhiều cả. Nói đơn giản thế này thôi, nhưng các bạn nói được đấy. Được chưa? Bởi vì sao cô cho rất đơn giản thế này? Bởi vì là các bạn gì ạ, có sẵn đây để các bạn nói thực hành theo nó những câu đã nói và đã chữa chữa rồi. Khi bạn nói như này ấy, một phần bạn nhớ từ vựng và cấu trúc dưới dạng nói thực hành luôn rồi, được chưa? Phần thứ hai ấy, là speaking đã có, bạn đã nói được rồi. Nhưng phần thứ ba nữa, mục tiêu của cái việc nói này là sao ạ? Cất từ vựng vào trong bộ nhớ sâu, được chưa? Cất từ vựng vào trong bộ nhớ sâu của mình. Còn nếu không có bước nói này ấy, 1-2 tuần xong nó văng hết ra ngoài. Hiểu chỗ này không? Nó văng hết ra ngoài. Nhưng nếu bạn nói được ra thì nó nhớ ở bộ sâu này. Không học nữa nó rất khó để quên. Nhưng mà nếu mà gì ạ, bạn không cất nó vào đây thì quên rất nhanh. Hiểu không ạ? Nên cái bước số 5, bước speaking này là bước rất quan trọng. Bạn gì ạ, trừ khi bạn không muốn nói, tức là không muốn gì ạ, nói được tiếng Anh, thì hãng bỏ qua bước này. Còn muốn nói được tiếng Anh thì phải làm bước này. Mà bước này không khó, bước này rất dễ, đúng không? Ai cũng có thể làm được. Tin không? Ai có thể làm được vì sao? Chữa rồi, phân tích rồi, xong về còn gửi cả đáp án cho rồi. Đúng không ạ? Nếu mình nói mình vẫn còn làm sai, mình xem là chỗ này mình đang câu hỏi, tự nhiên mình chuyển thành câu gì ạ? Câu khẳng định. Hiểu không ạ? Đấy, tức là chúng ta phải tự nghĩ ra, mình bảo chỗ này câu hỏi mình phải đảo lên này. Ở câu phủ định chỗ này thì mình phải thêm not vào này. Mình đang quên thêm not này. Đấy, tức là khi chúng ta check lại đáp án chúng ta thấy mình vẫn đang chập choạng như thế này. Khi nói thì nếu như thế này, bạn nhìn vào đây bạn nói mà còn chưa đủ ổn thì đương nhiên ra thực tế bạn sẽ nói không đúng. Hiểu không ạ? Nên ban đầu bạn hãy thực hành vào những cái gì mà cô đã hướng dẫn đã. Có sẵn hết rồi. Bởi vì sao? Các bước các bạn lặp đi lặp lại để nhớ từ vựng và nhớ ngữ pháp dạng thực hành. Hiểu được cái mục đích chưa? Hiểu chưa ạ? Ban đầu phát âm có thể nó chưa ngon lắm, đừng quan tâm đến nhé. Quan tâm là bạn nói được đã. Có thể nó chưa nhớ lắm thì cũng kệ nó nhé. Chứ phát âm nó chưa ngon lắm thì cứ kệ không sao cả. Bao giờ bạn học phát âm hết cái level 2 ấy,
thì các phát âm nó sẽ tự chỉnh lại, nó khác ngon hết. Được chưa? Lúc đấy sẽ ok. Bây giờ mình chưa học hết thì làm sao mà nó ngon được ngay, đúng không ạ? Rồi, bây giờ sang bài tập tiếp theo nhé. Hiểu được nội dung chưa? Hôm nay chưa hết bài 1, bài 2 đấy. Và gì ạ? Về nhà làm video cả hai bài luôn đấy. Được chưa? Bởi vì chúng ta còn tận những 30, 35 phút nữa cơ mà. 30, 35 phút nữa là sẽ được một bài nữa đấy. Chữa nhanh được thì còn học được cả thêm nữa đấy. Học thêm cả lý thuyết nữa đấy. Đi mời sang bài số 2. Rồi. Dạ, đây. Câu đầu tiên này. Bình hoa này đắt lắm phải không? Câu gì đây? Câu hỏi yes no. Yes no question. Chủ ngữ ít hay nhiều? Yes. Số ít. Đảo cái gì lên? Is. Ờ easy ạ. It is. Cái thế gì ạ? Vase. Bình hoa là gì? Vase of flower. Is this vase of flower gì nữa? Very expensive. Very. Is this vase of flower very expensive? Đúng chưa? Đắt nè. Tiếp nha. Cái váy này khá rẻ phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Yes, no question. Đúng không ạ? Cái váy số ít hay số nhiều? Số ít. Ồ, cái váy số ít đảo cái gì lên? Is gì ạ? Is it pretty? Tiếp này. Những câu hỏi của anh ấy rất dễ phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Yes, no question. Yes, no. Chủ ngữ số ít hay số nhiều? Số nhiều. Đảo cái gì lên? A gì ạ? Có phải là những câu hỏi khó không? Câu gì đây? Câu hỏi. Yes, no. Đó ở đây là số ít hay số nhiều? Số nhiều. Đâu? Tao bạn học bằng chủ ngữ phụ bạn sẽ biết là đó ở đây là số ít hay nhiều? Đó. Đó là số ít. Ít hay nhiều thì phụ thuộc vào gì? Vế sau những câu hỏi. Vế sau. Tân ngữ đây là số nhiều. Vì vậy đó đây sẽ là số nhiều. Còn nếu tân ngữ là số ít thì đó sẽ là số ít. Vậy đó số ít sẽ là that. Và đó số nhiều sẽ là gì? Dầu. Đó là số nhiều, vậy là đầu đảo gì lên? Dầu. Câu hỏi khó thì tính từ phải ngồi trước danh từ. Khó là tính từ phải ngồi trước câu hỏi. Chưa, mình học rồi. Other. Tiếp theo này. Bạn trai của bạn có thân thiện lắm không? Không phải tự biết đấy. Câu hỏi. Câu hỏi. Yes, no question. Số ít hay số nhiều? Số ít. Số ít. Đảo cái gì lên? Is your boyfriend? Is your boyfriend? Friendly. Your boyfriend very friendly. Is your boyfriend thân thiện lắm không? Có nghĩa là rất thân thiện không? Nhà nào trẻ con ổn quá. Nhà hoa hương ạ. Rồi.
Có phải chúng là những đứa trẻ không thân thiện phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Câu gì? Câu hỏi. Câu yes, câu no dưới dạng gì? Phủ định. Bình thường thì mình đảo gì? A lên đúng không? Giờ đảo gì? Aunt lên đúng không? Aunt. Đúng không? Aunt gì? Đây. Aunt đây. And they, family, children, cách thứ hai, bạn dùng cho cô từ unfriendly luôn là không thân thiện. Bản thân từ unfriendly là không thân thiện rồi, thì lúc này có cần phải đảo to be and not lên không? Có phải đảo an nữa không? Không. À, lúc này chỉ đảo a thôi. A. Are they unfriendly children? Are they unfriendly children? Đúng không? Cha mẹ của bạn rất tốt bụng phải không? Câu gì đây? Câu hỏi yes no đúng không ạ? Chủ ngữ ít hay nhiều? Chủ ngữ nhiều. Bố mẹ thì là hai người số nhiều. Đảo cái gì lên? As a parent. Are your parents very kind? Mẹ chồng của bạn không phải là người tốt bụng. Câu gì đây? Phủ định. Nói như nào ạ? Không phải. Câu phủ định. Nào nói như nào ạ? My parents. Isn't a kind. Đúng rồi, số ít là person. Không dùng people nha, people là số nhiều ạ. Mẹ mà, số ít mà. Isn't a kind person. Tiếp nha. Đó có phải là một sản phẩm tốt không? Câu gì đây? Câu hỏi. Chủ ngữ cho câu này là gì? Sản phẩm. Đó. Sản phẩm tốt là tân ngữ đấy ạ. Nhưng đó là số ít hay số nhiều? Số ít. Đó số ít bởi vì một sản phẩm mà. Đúng, một sản phẩm là số ít. Phải đảo ra lên. Is that a good product? Bạn có thể dùng là is that a good gì? Product. Câu trên này bạn có thể dùng là is và sau đó dùng từ unkind cũng được nhá. Được chưa ạ? Bởi vì unkind là đã phủ định rồi, vậy không cần dùng is nữa. Còn câu kia là is that a good product? Is that a good product? Sản phẩm đó tệ phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Rồi, số ít hay số nhiều? Số ít. Rồi, sản phẩm đó số ít đảo gì lên nào? Is that a product? Và đọc sau này các bạn khi mà học về phát âm nó sẽ đọc là is that product bad? Bad. Nó sẽ có cái ngữ điệu lên xuống của giao tiếp sau. Sau mình sẽ được học ạ. Những người lạ đó rất béo phải không? Câu gì đây? Người ta lại hỏi. Số ít hay số nhiều? Số nhiều. Đảo cái gì lên? Are those strangers very fat? Stranger thêm s vào nha. Những người lạ mà đúng không? Are those strangers very fat? Đúng không? Các bạn cứ làm được những câu như này thì các bạn đang gì ạ? Đang đặt được câu và đang nói được câu theo ý muốn của mình rồi. Tiếp. Những đứa trẻ đó rất gầy. Câu gì? Khẳng định. Chủ ngữ số ít hay nhiều? Số nhiều. Xin mời làm. Children. Very thin. Gầy là gì? Thin.
those children are very thin. Rồi, tiếp ạ. Những cuốn sách đó rất dày phải không? Câu gì? Câu hỏi. Chủ ngữ số ít hay số nhiều? Số nhiều. Những cuốn sách đó số nhiều. Nào gì đấy? The books. Very thick. Very thick. Đó là những cái cây lớn phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Chủ ngữ là gì? Những cây. Không ạ. Đó ạ. Những cái cây lớn là tân ngữ ạ. Tân ngữ. Sau cái buổi sau bạn sẽ học là thế nào gọi là chủ ngữ phụ. Đó đây nó là chủ ngữ phụ. Vì sao nó gọi là phụ? Bởi vì đơn giản là bản thân nó không quyết định số ít hay số nhiều, mà quyết định ít hay nhiều nó lại phải phụ thuộc vào tân ngữ phía sau. Bởi vì sao ạ? Vị trí thì nó ngồi ở chủ ngữ, nhưng nó lại không quyết định là số ít hay số nhiều, mà ít hay nhiều nó lại phải nhìn vào thằng chủ ngữ. Hiểu không ạ? Sở dĩ thế nên mới gọi là chủ ngữ phụ, chứ nó không gọi là chủ ngữ chính. Chính thì nó phải quyết định được là số ít hay số nhiều, đúng không? Giống như một ông vua, chúng ta thấy có ông vua ấy, đúng không? Một ông vua là phải có quyền quyết định tất cả mọi việc, đúng không? Thì đấy mới là chính. Còn ông vua mà có tên là vua nhưng mà ông lại gì ạ? À? Ông quyết định điều gì ông lại phải nhìn vào thằng bên dưới. Nhìn vào cái ông tướng quân, đúng không? Ông tướng công nó cầm quyền hết, đúng không ạ? Nên là gì ạ? À? Phải nhìn vào thì phụ thuộc vào ông đấy. Thì ông ấy là không có quyền chính thức đâu, đúng không? Không quyền hành chính thức. Hiểu như thế. Đó, thế gọi là chủ ngữ phụ ở chỗ đấy. Đó là chủ ngữ. Nhưng mà đó này ít hay nhiều phụ thuộc đằng sau này. Đúng không? Phải đó là số ít hay số nhiều? Số nhiều. Đảo gì lên? Are the big trees. Rồi. Những ngôi nhà trong ngôi làng đó rất nhỏ. The houses in that village are very small. Đúng rồi. The houses in that village are very small. Đúng không? Số nhiều mà, đúng không? The houses in that village are very small. Ông bà của bạn vẫn còn trẻ phải không? Câu gì đấy? Câu hỏi. Đảo cái gì lên? Are your grandparents still young? Đúng rồi. They are 18 years old this year. Tiếp này. Gia đình cô ấy rất giàu phải không? Câu gì? Câu hỏi. Đảo cái gì lên? Chính xác, gia đình số ít. Is her family very rich? Còn gia đình tôi thì rất nghèo. And my family is very poor. Đó, số ít. Ly nước này có nóng không? Cô ơi, em hỏi một chút với ạ. Câu 14 đấy cô. Em không biết là the house, mà em biết là this house được không cô? Sao lại gì là cái gì? Cái số nhiều ấy. Gì? Những ngôi làng mà, à, những ngôi nhà mà, không phải gì đâu. Gì là này.
Ý, ý em định hỏi cái này đúng không? Ý em hỏi định hỏi cái chữ ti này đúng không? Đúng rồi ạ. Ờ, cái này buổi sau sẽ học chủ ngữ phụ liên quan cái này sẽ kỹ hơn nhé. Cái này có là này, những cái gì đó này. Còn đây là ngôi làng chứ có nói là này đâu, đúng không em? Thì em bảo là em dùng cái từ đấy trước, từ how ấy, có được không cô? Không. Không được. Hôm sau mình sẽ được học cái này kỹ hơn nhé. Hôm sau mình học phần chủ ngữ phụ ấy. Hôm sau sẽ học chủ ngữ phụ, em sẽ kỹ hơn phần này. Nhưng mà hiện tại giờ không dùng nhé. Được chưa? Vâng. Rồi. 17 này. Ly nước này có nóng không? Đảo cái gì lên? Is it glass of water? Nóng. Hot. Cold. Không, đó là một ly nước lạnh. No. It is cold. That is cold water. Một ly nước lạnh. Nước lạnh. Cold. Đấy, đi này. Glass of cold water. Đúng rồi, chính xác. Nước lạnh thì đặt lạnh trước nước đúng không? Rồi, ok, chính xác ạ. Đây. Đây. Is this glass of water? Hot. Water. No, that is a glass of cold water. Tính từ đặt trước danh từ, nhìn thấy chưa? Đó. Tiếp. Những ngôi nhà này cũ phải không? Câu gì? Câu hỏi. Chủ ngữ số ít hay nhiều? Số nhiều. Đảo cái gì lên? These houses. Không, chung mới. No, they are new. Đúng rồi. They are new. Hoặc là they are new. Đúng không? They are new. Tiếp tục này. Những đứa trẻ đó có hạnh phúc không? Câu gì đấy? Câu hỏi. Câu hỏi yes no. Chủ ngữ ít nhiều. Số nhiều. Nhiều đảo gì lên? Are those children happy? Không, chúng không hạnh phúc. No, they are unhappy. Đúng rồi. No, they are unhappy. Chính xác ạ. Tiếp tục. Những cây đó cao không? Có cao không? Câu gì đấy? Câu hỏi. Yes, no. Đảo cái gì lên? Are those trees? Không, chúng thấp. No, they are low. Thấp là gì nhỉ? Đúng rồi, they are low. Low. They are low. Tiếp. Thời tiết thì thường ẩm ướt vào mùa xuân và khô hanh vào mùa thu phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Đảo cái gì lên? Is. Đúng rồi. Thời tiết là danh từ không đếm được. Vì vậy gì? Số. Số ít. Đảo lên sẽ là y gì? Is wet in autumn or in fall. Đúng không ạ? Ok. Tiếp này. Bố mẹ bạn có phải là công nhân làm việc chăm chỉ không? Câu gì đây? Câu hỏi. Yes, no, đúng không ạ? Đảo cái gì lên? Chính xác A gì? Your parents. Employer. Công nhân làm việc chăm chỉ đặt cái gì đến trước ạ? Have working. Đặt chăm chỉ lên trước, công nhân ra phía sau, được chưa?
Vậy thì are your parents? Are your parents? Have a working? Are your parents? A worker. Hard working. Worker. Không. Tính từ phải ngồi trước danh từ đây. Tính từ chăm chỉ đây. Đặt trước danh từ đây. Đúng không? Are your parents hardworking worker? Đúng không? Không, những người họ là những người rất lười biếng. No, they are very lazy people. Tiếp nhỉ? Con đường này rất an toàn phải không? Không, nó khá nguy hiểm. Câu hỏi. Ừ, đảo gì lên? Is con đường này rất an toàn phải không là gì? Is easy. Is this road very safe? Không, nó khá nguy hiểm. No, it is quite dangerous. Hoặc là pretty dangerous. Tiếp theo này. Câu hỏi này không thú vị lắm. Câu gì đây? Câu khẳng định. Không thú vị. Không phủ định. Phủ định, đúng rồi. Đặt nào. This question, this question is not really interesting. Thêm từ quay cho cô ạ, không thú vị lắm à? Isn't quite interesting. Rồi, câu hỏi kia thì thật là tẻ nhạt. And that question is boring. Thật tẻ nhạt là so boring hoặc very boring. Dùng that one để tránh lặp từ nhé. Được chưa? That one. Thế bạn, bạn gái của bạn rất tẻ nhạt phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Yes, no. Đảo cái gì lên? Is your girlfriend very boring? Đúng không ạ? Rồi. Thế ạ. Bố tôi thường đi làm muộn nhưng mẹ tôi thường gì ạ? Đi làm sớm. Câu khẳng định. Câu khẳng định. Dùng to be nhá, không dùng động từ đâu ạ. Ở mình mới học to be thôi ạ. Vậy bố tôi thường đi làm muộn là gì? My father is late. Cái gì? Late không là đi muộn thôi à? Muộn cái gì? My father is often late for work. Đúng rồi. My mother is often late for work, but my mother is often early. Đúng rồi, early for work. Đây là mình mới học động từ be. Thì mình đã đặt theo kiểu dạng động từ be nhá. Còn nếu mình học động từ sau mình học động từ thì mình có thể đặt kiểu động từ sau. Động từ thì mình cách mình hay thường xuyên sử dụng hơn đúng không? Động từ mình dùng như này. Đúng không? My father often get to work late. Đúng không? But my mother often go to work early. Đúng không? Đấy là động từ đó. Còn to be thì dùng như kia. Tiếp theo ạ. Những đứa trẻ này rất thông minh phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Đảo cái gì lên? Đúng rồi. Vì những đứa trẻ số nhiều. Are the children very intelligent? Very clever? Hoặc very small. Đó là một câu hỏi thật ngu ngốc. Câu gì đấy phải không? Câu gì đấy? Câu hỏi. No, đảo cái gì lên? Chủ ngữ là gì đấy? Đó số ít hay nhiều? Số ít. Bởi vì là một câu hỏi đúng không? Đảo cái gì lên? Is that a stupid question? Is that a stupid question? Đúng không? Rồi tiếp ạ. Hồ đó có sâu lắm không?
Câu gì? Câu hỏi. Câu hỏi. Yes, no question. Đảo cái gì lên? Is that like? Is not like? Is that like? Tâu là gì nhỉ? Shallow. Shallow là deep. Nông. Deep. 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 Is that like very? Deep. Làm hết hai bài này là sử dụng hết tất cả từ vựng ta đã học đấy. 60 tính từ hùng hết đấy. Đúng chưa? Nhớ được cái này là coi như tính từ nhớ sạch còn gì. Coi như từ vựng học đâu nhớ hết đấy. Còn đây này, danh từ đây đây này. Đấy, có nhớ được cái đấy không phải nhớ mỗi từ vựng nữa không? Nên cô bảo rồi hết mỗi cái chủ đề này đầu tiên này thôi là chúng ta đã có hơn 100 từ vựng rồi. Hơn 100 từ vựng rồi. Hiểu không ạ? Chứ không phải mỗi tính từ đâu, cả danh từ này. Nhớ chưa? Đây, đây này. Đây này, đây phải từ vựng ạ. Đúng không? Hơn 100 từ vựng là ít. Đúng không ạ? Thế là shallow là nông nha. Nó có phải một chiếc xe điện nhanh không? Câu gì đây? Câu hỏi. Nghĩa là gì? Nó số ít hay số nhiều? Số ít. Đúng rồi, một chiếc xe buýt nhanh số ít. Vì vậy nên đảo gì lên? Is. Fast bus. Đúng không? Fast bus. Không, xe buýt đó thì rất chậm. No. That bus is very slow. That bus or that one, yeah. It's that very. One. That one. It's very. That is slow. Dễ chưa? 30 câu xong đấy. Bài kia là 22 câu nhưng toàn câu đúc thôi. Có một câu là nó có hai vế, đúng chưa? Nên là từ vựng dùng đi dùng lại khá nhiều, các bạn thấy không ạ? Có đúng những bước cô dẫn các bạn không? Đây là bước check 4.5 của cô đấy ạ. Check để cho các bạn biết rằng là mình chỉnh lại cho nó chuẩn hết về mặt viết. Một phần nữa khi cô hỏi các bạn đáp này chính là các bạn đang speaking đó. Các bạn đang nói đấy ạ. Còn bước nói chính thức bước số 5 là các bạn phải về nhà tập nói theo hướng dẫn của cô. Là cô lại gửi lại cho các bạn file không có chữ, không có đáp án. Và cô gửi file có đáp án riêng. Nhớ này, khi nói không được dùng đáp án, nhớ chưa? Tuyệt đối không được đáp án. Nếu các bạn muốn nói được. Nếu nói lần đầu chập choạng chưa nhớ hết được thì lại lần 2. Xong rồi lại lần 3. Xong rồi hẳn quay video, nhớ chưa? Bao giờ mà cảm thấy nói được rồi, nhớ được hết rồi thì quay video gửi lên. Các bạn chỉ cần làm như thế thôi, mỗi bài chỉ thế thôi thành công. Không phải chưa phải nói các bạn nghĩ cái câu gì cao sang cả. Cứ nói thế thôi. Được chưa? Đấy, cứ như đầu giờ cô cho các bạn xem cái bài viết của bạn Anh. Ban đầu chắc ghép được câu y nguyên như các bạn như thế này luôn. Đấy, lúc đấy bạn Hường là ngồi trong lớp này chính là bạn của bạn đấy. Bạn Hường mà. Bạn Anh bạn giới thiệu bạn Hường vào học đấy. Đúng không ạ? Thì bạn vào cái lớp có phí luôn để cho nó học cũng nhanh. Bởi vì bạn Anh bạn cũng vào cái lớp có phí luôn. Đấy. Đợt đầu bạn học lớp miễn phí. Sau đó bạn bảo, ôi cô ơi, cho em học nhanh. Em muốn nhanh. Nhanh. Vào lớp, các bạn nào muốn học nhanh tự xin vào. Rồi bây giờ đấy cô, bây giờ lớp, bây giờ có mở được hai lớp đấy kín sạch. Không còn địch nào nữa đâu. Và thôi cái lớp trẻ con mà cố mở cái lớp buổi chiều, cô còn có một hai buổi rảnh nữa thì nhét lốt. Thế là một ngày cô kín hết luôn. Từ sáng 5 giờ đến tận đêm. Kín hết, không còn địch nào nữa. Chiều còn có mấy cái buổi chiều nữa, thế là... Đáng nhẽ buổi chiều để cô dành cho cá nhân của cô. Thôi dạy xong này ấy được. Dạy xong tắm rửa giặt giũ rồi nhà cửa các kiểu nấu cơm nấu kiếp chứ. Đúng không? Kín hết luôn đấy. Đấy các bạn cứ làm như thế thôi, từng bước cơ bản và đơn giản như thế, không cần phải làm gì cả. Để thấy ôi cô thì chậm bao giờ, đúng không? Chậm còn hơn đi nhanh về chậm. Chậm đi chậm về nhanh còn hơn. Được chưa ạ? Đó cứ làm đi. Rồi đến lúc các bạn sẽ viết được dài như thế. Cũng nghỉ rồi, cũng xong rồi, giờ cô còn giờ ca sau nữa cơ mà. Không có quá giờ được đâu, đúng không ạ? Rồi, những bạn nào mà học tư duy tâm linh tuần sau lại tiếp tục nhé. Tuần sau buổi sáng, buổi chiều luôn. Buổi chiều lớp này, hôm nay cái lớp phát âm 2 nó xong rồi. Thế là cô chống được cái lịch đấy. Đấy, lịch chống cái lại lịch khác nhét vào ngay được, đúng không? Thế có lịch nào được rảnh đâu. Thế là học 2 ca, ca sáng xong, ca chiều trước ca lớp mình xong thì là vào phòng phát riêng tiếng Anh luôn. Nó đảo nhau nên chẳng sợ mệt đâu. Mà các bạn chỉ ngồi nghe có làm gì đâu. Cô ngồi nói trên trách từ sáng giờ. Đúng không? Có mệt cô mệt chứ các bạn không mệt gì đâu. Đúng không? Học hết khóa học này xong năng lượng từ trong có hết. Đúng không? Các bạn thấy rằng là gì ạ? Khi mình mọi thứ trong cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm. Và nó vui vẻ. Đúng không? Đấy. Thì tất cả mọi thứ nó sẽ cứ dần dần nó sẽ đến với các bạn. Nhưng khi mà chúng ta phải cố gắng. Tiếng Anh này cũng vậy thôi.
Muốn thành công được thì chúng ta cứ phải đi từ từ. Nếu thành công được cứ đi gấp là lại 5 năm, 10 năm. Đúng không? Cứ đi gấp là 5 năm, 10 năm vẫn thế. Nhưng đi chậm, nhưng mà các bạn thì đi đâu bạn chắc đấy, đi đâu làm đến đấy thế được. Được chưa? Không cần gì nhiều. Còn ai hấp tấp vội vàng thì chịu. Được chưa? Cô không hấp tấp vội vàng không thể giúp được. Ai hay bỏ cuộc thì cũng chịu. Cái gì thế không phải kiên trì đến nơi mới thành công. Muốn thấy được cuối con đường nó là cái gì thì phải đến được cuối con đường. Chi nửa vời bảo là gì ạ? À? Ừ. Nửa vời bảo cũng chả thấy gì. Không thấy gì thế nửa vời là cứ thấy gì. Thấy không ạ? Nên các bạn rồi cô đọc cái khóa học này các bạn cứ đến cuối đi đúng như những gì cô nói đi lại còn. Nó đạt được như thế mà video cô public ra ngoài mà lại còn gì nữa. Đúng không? Thế nên là cô bảo cứ làm đi. Có cái nó đi hơi chậm tí thôi vì nó tại vì lớp đông mà. Đúng không ạ? Thế thôi, nhưng mà chậm như này còn nhanh hơn nhiều so với thằng khác. Thằng khác nó học nhanh cho ban đầu nó đi cho thật tít vào xong cuối cùng là gì ạ? À? Dừng lại. Hiểu không ạ? Thế là gì ạ? À? Cái số lượng còn lại này là đây mới là số lượng học thật. Thực ra thường có từ tuần thứ tư, thứ năm trở đi ấy, là mới là số lượng học thật. Còn những thứ đầu là chỉ vào ào cho nó vui thôi. Xem có thấy có miễn phí vào cho nó xem cho nó có cái gì thôi. Đấy. Thường là chỉ có một nửa nữa là học chính. Đó. Thế là chúng ta hãy cố gắng nhé. Rồi tuần sau gặp nhau tiếp ạ. Rồi, goodbye and see you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.